Xin mời các bạn hôm nay theo chân Đại Lâm đi dã ngoại vòng vòng làng quê chợ mới An Giang của Đại Lâm nha các bạn. Hiện tại bây giờ nhà nhà chống dịch, người người chống dịch và đi đâu cũng có khẩu hiệu toàn dân tộc Việt Nam hãy chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19 các bạn. Đây là bản khẩu hiệu nha. Bây giờ là Đâm xin giới thiệu cho các bạn một vườn kiển nha các bạn. Vườn kiển của làng quê nhà bạn của Đại Lâm các bạn, xã Long Giang, chợ mới An Giang nha. Và cái vườn kiển này có những cái cây rất quý các bạn ạ. Đây là con đường làng quê của xã Long Giang, chợ mới An Giang của quê hương Đại Lâm Balotelli các bạn. Đường làng quê cây cối nhưng mà hiện tại bây giờ rất nắng và nóng các bạn ạ. Giờ theo chân Đại Lâm vào xem các loại cây nha các bạn. Trong đây là vườn cây mát mẻ các bạn. Trong đây có những cái cây quý và giá cũng rất cao các bạn. Để Lâm giới thiệu cho các bạn nha. Đây, bên đây là đồi Thiên Tế các bạn. Đây, đồi Thiên Tế của cái vườn này các bạn. Đây là sân bóng chuyền luôn các bạn à. Đây là sân bóng chuyền vườn nhãn của bạn Đại Lâm luôn các bạn. Sân bóng chuyền luôn nha. Và Đại Lâm xin giới thiệu cho các bạn hai cái cây này là hai cây vòng nguyệt quế các bạn. Thường thường các học sinh thi đường lên đỉnh Olympia là có ai sẽ thắng vòng chung kết là đeo vòng nguyệt quế trên đầu các bạn. Đây là cây vòng nguyệt quế các bạn. Đây. Đây là hai cây vòng nguyệt quế này các bạn ạ. Cao khoảng 4 mét thôi bạn, 3-4 mét, 4 mét thôi nhưng mà cái tàn nó to các bạn ạ. Đây. Khoảng 4 mét thôi các bạn ạ, nhưng mà tàn rất to nha. Và hai cây này nghe nói trị giá hiện tại bây giờ theo ấy thì người ta mối lãi trả cái cây này 200 triệu một gốc các bạn. 200 triệu một gốc nha. Hai gốc này là 400 triệu nha. Nhưng mà chủ nhà của cái vườn này kết thúc giá lại thì hai gốc này là mỗi gốc 300 triệu, hai gốc 600 triệu thì mới bán nha các bạn. Đây. Lãi là trả 200 triệu một gốc, hai gốc 400 các bạn. Còn chủ nhà thì phải 600 các bạn, mỗi gốc 300 nha. Đây. Đây là cái gốc các bạn, đây là gốc cây vòng nguyệt quế các bạn. Đây. Đây cái gốc đây. Đó. Đây gốc ra bạn, gốc cây đây. Đây là gốc. Rất đẹp các bạn. Đây là vòng nguyệt quế và gốc vòng nguyệt quế.
Đại Lâm đang đứng dưới góc cực mát các bạn ạ. Đấy, nhìn đây các bạn, nhìn đây đó, cây qua đây cây thứ hai các bạn. Đây vòng nguyệt quế. Đẹp các bạn ạ, đấy, nhìn tàn cây đẹp không? Đó, hai cây đây. Tuyệt vời các bạn. Lái trả mỗi gốc 200 triệu nha, hai gốc 400 nha, còn chủ nhà thì hai gốc này 600 là mới bán nha các bạn, một gốc 300 nha. Còn đây là sân bóng luôn nha. Sân bóng chuyền luôn nha, đấy. Vườn cây quá tuyệt vời, đẹp đẽ và mát mẻ các bạn ạ. Đây các bạn giờ theo qua bên đây là vườn thiên tế nha, và có bên đây có hai cái cây mai hiện tại bây giờ cũng khá là to và đẹp đó các bạn. Đây. Các bạn qua đây xem góc mai này nha. Đây. Đây là góc mai này các bạn. Góc mai này tự nhiên này các bạn ơi. Hiện tại bây giờ giá cả theo thị trường của bên lái trả thì 150 một gốc các bạn. Đây. Cây này hiện tại là 50 các bạn. Đây. Cái mai này 50, giá 50 nha các bạn. Còn đây, còn là cái gốc mai này mới là tuyệt vời nè các bạn à. Đó. Gốc mai mà nó to cỡ này thì các bạn có biết thế nào rồi đó nha. Đó, quá đẹp các bạn. Đó, gốc mai mà to cỡ này các bạn à. Hiện tại bây giờ cái gốc mai này và gốc này là một cặp nha các bạn. Đấy. Một cặp này mỗi một cây là 150 nha các bạn. Hai cây là 300 nha. Lái trả 300 nha các bạn. Đấy. Lái trả 300 các bạn mà chủ nhà không bán các bạn. Một cặp này là các bạn là 300 nha. Đấy. Đó, các bạn thấy cái cặp gốc mai mai này đẹp không? Đấy. Quá đã các bạn ơi. Đây, còn đây có một gốc nữa nha các bạn. Gốc này thì bình thường nha các bạn, cũng 50 thôi các bạn à. Gốc này nhìn nó to nhưng mà nó đơn giản quá cho nên giá nó không có cao các bạn. Đây, gốc này là 50 nha. 50 và gốc này cũng 50 nha các bạn. Quay nhìn kỹ lên nè. Còn gốc này, đây, gốc này nhìn kỹ, gốc cây này này bạn là 150 nha. Và đây cũng là 150 các bạn. Hai gốc này lái trả 300 các bạn à. Và bên đây các bạn xa xa nhìn hai cái cây vòng nguyệt quế bên kia tàn to xanh đẹp không? Đó.
Và đây là sân bóng luôn các bạn. Bây giờ Đại Lâm hiện tại bây giờ trong mùa dịch cho nên Đại Lâm không có còn đi tác nghiệp banh bóng gì cho các bạn xem nhiều được nha. Bây giờ mình đổi không khí các bạn, cho nên các bạn phải xem dã ngoại và những cái cây cối này kia của làng quê xã Long Giang, chợ mới An Giang của Đại Lâm nè. Đây là cái vườn của bạn Đại Lâm. Cái vườn này thật đẹp và cây cối mát mẻ xanh tươi. Và có sân bóng chiều chơi luôn nha các bạn. Thì, trong mùa dịch này chúc cho các bạn mọi người sức khỏe an toàn, không ai phải mắc bệnh dịch cúm corona các bạn. Đó là một điều tuyệt vời nhất. Hãy tự giữ sức mình trước và tới mọi người xung quanh sau nha. Hẹn các bạn sẽ nhanh chóng qua cái mùa dịch này và sẽ trở lại bên bóng các bạn. Và một điều nữa thì fan hâm mộ đang cực kỳ chờ đợi một khanh shipper. Một khanh shipper sẽ trở lại với bóng chuyền các bạn. Thì sẽ lúc đó sẽ xôn xao và khắp cả nước sẽ lại tái sức một huyền thoại bóng chuyền độ các bạn. Mọi người rất mong điều đó. Và chính Đại Lâm cũng mong khanh shipper sẽ trở lại. Thật sự tuyệt vời. Vì ai ai cũng muốn thần tượng của mình sẽ trở lại thi đấu. Đó là một điều quá tuyệt vời. Vì thật sự ra thì khanh shipper mới có 26, 27 tuổi các bạn. Quá trẻ cho thể thao các bạn. Cho nên giải nghệ sớm ở cái tuổi này thì rất tiếc và rất uổng các bạn à. Nếu các bạn thấy điều gì đó tham khảo, bình luận thì các bạn cứ góp ý cho Đại Lâm nha. Thank you các bạn rất nhiều nha. Chúc các bạn sức khỏe, luôn may mắn nha. Nhớ ủng hộ và đăng ký kênh Đại Lâm Baloter Đôi Vua Đôi Giò nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha. Tất cả các fan hâm mộ đang chờ một khanh shipper trở lại. Thật sự tuyệt vời điều đó xảy ra kìa. Các bạn hãy cùng mong chờ điều này nha.